gặp lại gia đình ân nhân cứu mạng của Đại tướng Ba Trà, tức Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Khoảng năm 2018, lúc làm hồ sơ an toàn khu cho huyện Long Mỹ, tôi có vào thư viện tỉnh đội Hậu Giang mượn được quyển sách Đời Chiến Sĩ của Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong ký ức của mình, Đại tướng có kể đoạn: vào khoảng cuối năm 1966, vào một đêm tối trời, đơn vị ông là tiểu đoàn 309 của khu 9 được lệnh tập kích tiểu đoàn 3 của trung đoàn 31 thuộc sư 21 quân đội Sài Gòn đang đóng quân dã ngoại trên tuyến Kinh Sáng Trà Bàng. Trận đánh kết thúc thắng lợi, ông được đơn vị phân công ở lại xử lý công việc sau trận đánh rồi rút ra sau. Đơn vị vừa rút ra thì pháo các nơi của địch cũng bắn tới. Không may ông bị thương vào chân, không đi được. Cậu vệ sĩ kè ông đi được một đoạn ra cánh đồng lúa đang chín thì trời sắp sáng. Thấy tình thế khẩn cấp, không thể để ảnh hưởng cả hai người, nên ông liền bảo cậu vệ sĩ nhanh chóng rút theo đơn vị, đến tối rồi quay trở lại tìm, đưa ông về. Cậu vệ sĩ không đành bỏ thủ trưởng ở lại một mình nên còn chần chừ. Thấy vậy, ông liền ra lệnh, cậu ta mới chấp hành. Đi được một quãng, cậu còn ngoái lại trông về phía thủ trưởng, rồi khuất dần trong sương mờ. Còn lại một mình, ông gắng sức bò lê ra xa trục lộ chính, hướng về một xóm nhà xa xa phía trước mặt. Phía bên kia rặng cây là chi khu Long Mỹ, xung quanh là đồn bốt giặc, rất nguy hiểm đến tính mạng. Đến gần trưa, do máu ra nhiều và khát nước nên ông đã mệt lả rồi nằm kẹo dưới một đám ruộng đã khô nước. Tưởng đâu cuộc đời đã hết, nhưng may mắn thay, ông được một gia đình phát hiện rồi đưa về nhà cứu chữa và đưa ông ra vùng giải phóng an toàn. Nhờ dân cứu giúp mà ông đã thoát chết. Ông chỉ kể lại đại khái câu chuyện như vậy gây sự tò mò trong tôi, và tôi muốn biết gia đình đó là ai, ở khu vực nào của huyện Long Mỹ, để sau này còn đến thăm hỏi tri ân và bổ sung tư liệu vào lịch sử truyền thống của địa phương. Và sau một thời gian đi tìm kiếm, may thay tôi gặp được anh Hà Thanh Gương, người đã cùng gia đình cứu sống anh bộ đội năm nào, tức ông Ba Trà theo cách gọi quen thuộc của người dân Nam Bộ, người mà sau này trở thành vị tướng anh hùng quân đội. Anh Gương bồi hồi nhớ lại. Gia đình anh ở xã Thuận Hưng, khu vực gần Trà Bang nhỏ. Cha anh là ông Ba Sơn, xã đội trưởng Thuận Hưng, hy sinh tháng 11 năm 1966. Mẹ anh tên Sáu Thắm, quê bên xóm Trại Dài, xã Long Phú. Anh Gương lúc này mới 11 tuổi, dáng thấp lùn nhưng rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Anh có đứa em trai út tên Vụ mới thôi nôi được vài tháng. Sau khi cha anh mất khoảng nửa tháng, vùng ổ mối xã Thuận Hưng bom đạn đầy trời, mẹ anh mới quyết định bồng bế gia đình về bên ngoại để sinh sống. Nhà ở kinh Trại Dài, cách đồn địch chừng hơn 300 mét, nhà cất tạm bằng cây lá sơ sài, chống hơ chống hốc, chẳng có gì ngoài cái hầm tránh đạn mới đắp chưa có nóc, và một số dụng cụ của người dì bà con cho mượn, dùng nấu rượu để mẹ con anh sinh sống, lây lất qua ngày. Ở kế bên có nhà người dì, bà con tên Ba Kinh. Chồng dì Ba là ông Ba Nheo, cán bộ đường dây của tỉnh Cần Thơ. Ông đang hoạt động vùng này để đưa đón cán bộ và bộ đội qua lại tuyến lộ Trà Bàng. Vào một đêm khoảng cuối tháng 11 năm 1966, lúc này trên đồng lúa đã chín, nước đã rút cạn. Giữa đêm khuya yên ắng, bỗng dưng có tiếng súng các loại rộ lên rất dữ trên kinh sáng Trà Bàng, hướng gần ngoài chi khu Long Mỹ. Cả nhà nghĩ là có đánh nhau ngoài đó. Tiếng súng im được một lát, rồi tiếng u biết tức tiếng pháo của địch từ chi khu Long Mỹ ngã năm bắn tới nổ ầm ầm theo các ngã kinh trên đồng. Sáng ra, lính các nơi đổ về đóng dày đặc trên các trực kinh, các xóm nhà. Tới trưa, thấy lính thưa dần, anh Gương mới núp theo các đám lát ra đồng thăm hầm cá. Anh men theo bờ ruộng đến nơi đặt hầm cá, thì phát hiện có một người đang bị thương, máu ra rất nhiều, trông ông rất mệt mỏi. Ông giơ tay ra hiệu, anh Gương tiến lại gần, liếc mắt nhìn, rồi liền quay quả chạy trở vô xóm. Anh bộ đội đâm lo và dự kiến hai tình huống. Một là nếu người tốt thì mình sẽ được cứu. Hai là nếu là kẻ xấu thì bọn địch sẽ đến bắt mình ngay. Rồi anh lên đạn nằm chờ. Được anh Gương báo, mẹ anh biết là có bộ đội bị thương bị lạc nên mới tức tốc qua cho dì Ba Kinh biết. Cả nhà quyết định phải cứu anh bộ đội. Sẵn dì Ba đang nấu nồi cơm nếp với con gà luộc, dự định bỏ xuống xuồng đem vô cho dượng Ba đang ẩn núp trong lung Ngọc Hoàng bên Phương Bình Phụng Hiệp. Dì liền xé nửa con gà, gói một cục cơm nếp,
vô đầy một bình nước bỏ vô thúng, rồi bảo anh Gương bí mật đem ra cho anh bộ đội. Trời xế bóng, anh Gương đội thúng xôi gà đến để xuống đám cỏ gần chỗ anh bộ đội, rồi lặng lẽ quay trở vô nhà. Anh bộ đội vô cùng xúc động vì biết mình đã thoát chết. Chờ tối đến, mẹ con anh mới ra đồng dìu anh bộ đội bị thương vô nhà và giấu trong hầm núp, rồi lấy mấy miếng ván mới xả phơi ngoài sân sắp lên trên nắp hầm để che kín anh bộ đội đang nằm dưới đó. Nhà anh có con chó phèn đang để trong hầm, phải rời nó ra, nhưng vừa rời nó ra thì nó lại tha con của nó trở vào hầm. Phải đến lần thứ ba có lót ổ rơm yêm nó mới chịu yên. Lúc này, bọn lính ở Trương Thiện rất mạnh, trong xóm ấp lính ngụy nhăn nhàn, bọn chúng rất táo tợn. Bọn lính đồn chạy dài thường hay lui tới nhà anh để mua rượu và trêu chọc mẹ anh. Có hôm ba thằng lính nhậu xỉn đến nhà anh, chúng la cả mãi không chịu về. Có thằng nằm trên nóc hầm ói nước dãi chảy xuống ướt cả vai anh bộ đội đang nằm dưới đó. Chủ nhà tìm cách đuổi khéo mãi chúng mới chịu về. Trong lúc giấu anh bộ đội trong nhà, mẹ anh hàng ngày vẫn rửa vết thương và đắp vài thứ thuốc nam theo kinh nghiệm dân gian cho đỡ đau. Bà cũng tìm mua được vài viên thuốc kháng sinh để cho anh bộ đội uống. Mấy hôm sau, mẹ anh và dì ba ra chợ Trà Cú để mua thuốc, nhưng bọn cảnh sát áo trắng lục soát rất gắt gao, không thể nào mua được thuốc đem về. Đến ngày thứ sáu, vết thương bị nhiễm trùng đã có ròi, không chịu được đau nên anh bộ đội có lúc cất tiếng rên khe khẽ. Đến lúc này thì không thể chần chờ được nữa vì vết thương đã trở nặng, và nếu ở đây lâu bọn địch sẽ phát hiện, rất nguy hiểm, phải khẩn cấp tìm cách cứu anh ấy. Thế là đợi đến đêm xuống, gia đình anh mới lấy chiếc xuồng ba lá của dì ba để đưa anh thương binh ra vùng giải phóng. Từ trại dài qua vùng giải phóng bên Thuận Hưng xa khoảng 7 cây số, phải qua hai đồn địch là đồn trại dài và đồn cống cả luyện trên tỉnh lộ 42, nằm dọc theo kinh sáng Trà Bang từ Long Mỹ qua ngã năm Sóc Trăng. Dân gian có câu, cái khó nó ló cái khôn. Tình thế là vậy, nhưng mẹ anh Gương và dì ba đã khéo nghĩ ra được cách xử trí. Thế là anh bộ đội được đưa xuống xuồng, cho hai chân anh vô trong khoang dưới sạp sau, lấy nón lá rách che phần đầu. Mẹ anh và đứa em nhỏ ngồi che phần giữa. Nhìn thoáng qua thì không thấy được anh bộ đội đang nằm dưới đó. Lúc này, nước dưới kinh đã rút cạn, còn lại dòng nước giữa lòng kinh. Tuy khó di chuyển nhưng lại xa mé bờ, địch khó quan sát. Dì ba thì trèo sau, còn anh Gương thì ngồi mũi bơi bằng cọng tàu dừa. Gần tới đồn địch, mẹ anh mới nhéo vào bắp đùi đứa em trai út của anh mới thôi nồi. Bị nhéo đau, em bé liền khóc ré lên. Rồi mẹ anh lấy đó làm cớ là con đang bị nặng, phải đưa gấp ra nhà thương Long Mỹ để chữa trị. Bọn lính gác đồn chạy dài, dọi đèn chặn hỏi. Mẹ anh liền nhanh miệng trả lời. Bà Sáu nấu rượu nè, tôi đang đưa cháu bị bệnh nặng ra Long Mỹ. Bọn chúng gặn hỏi, có thiệt không? Nghe có tiếng con nít khóc và nghe tên bà Sáu nấu rượu, bọn lính biết là người quen nên nói, ô, bà Sáu nấu rượu, thôi cho bà đi qua. Thế là qua được một ải thứ nhất an toàn. Xuồng từ chạy dài qua ngã ba ba muôn, theo đường lung ngang tắt qua kinh Cả Luyện để đổ ra kinh sáng Trà Bang. Tại vàm kinh Cả Luyện, địa chủ xưa có xây một cái cống to bằng đá xanh. Trên bờ phải, địch đóng một đồn kêu là đồn cống Cả Luyện để án ngữ lộ tỉnh 42, ngăn chặn không cho bộ đội ta qua lại. Cống Cả Luyện có hai mõm đá hai bên dựng đứng tạo thành một khe hẹp chạy qua. Nước lúc này từ trong đồng đổ ra kinh sáng Trà Bang chảy rất xiết. Xuồng gần tới đồn Cả Luyện, em bé tiếp tục bị nhéo vào đùi và khóc ré lên. Bọn lính trên bờ dọi đèn bảo dừng lại cho chúng kiểm tra. Bà Sáu trả lời là nhà bà ở sát đồn chạy dài đang đưa con bị bệnh nặng ra Long Mỹ. Việc này có trình báo đồn chạy dài biết. Bà vừa trả lời bọn lính vừa cho chiếc xuồng lao nhanh theo dòng nước. Xuồng vọt cái vèo qua khỏi miệng cống lọt ra kinh sáng Trà Bang. Bọn lính yêu cầu xuồng dừng lại để chúng điện hỏi đồn chạy dài. Khoảng vài phút sau, khi có xác nhận của đồn chạy dài, chúng cho xuồng bà Sáu đi. Mọi người mừng rỡn vì qua được ải cuối cùng an toàn. Ra kinh sáng Trà Bang, xuồng giả bộ đi về hướng chợ Long Mỹ để địch khỏi nghi ngờ. Đi được một đoạn khoảng hơn trăm thước, rồi vòng lại bí mật quẹo vô vàm kinh Cao Hột Lớn. Theo kinh Cao Hột Lớn đi xuống ổ mối. May quá, xuồng đến ổ mối thì gặp được ông Bảy Hoành, cán bộ xã ủy Thuận Hưng, đang tát nước chiếc vỏ lãi chuẩn bị chở liệt sĩ chôn cất ở nghĩa trang cột Hột Bé. Gặp được ông Bảy, mẹ con anh Gương quá vui mừng,
báo lại sự việc và giao anh thương binh cho ông Bảy. Dã tử anh thương binh, mẹ con anh Gương liền quay về nhà bên trại dài xã Long Phú, vì ở lâu sợ bọn địch phát hiện, chúng sẽ làm khó dễ gia đình. Về đến nhà, cả gia đình anh cảm thấy nhẹ nhõm, thầm vui trong lòng vì vừa làm được một việc có ích cho cách mạng. Họ cầu mong sao cho anh bộ đội được bình yên, sớm bình phục trở lại đơn vị để chiến đấu giết giặc, giải phóng quê hương. Tôi tò mò muốn biết động cơ nào đã khiến gia đình anh Gương dám làm một việc khó khăn và nguy hiểm như vậy. Càng đi sâu tìm hiểu thì càng rõ thêm. Được biết, gia đình anh vừa có truyền thống cách mạng, vừa có nghị lực và bản lĩnh hơn người. Cha anh mới hy sinh 16 ngày, cả nhà anh phải bồng bế nhau về bên ngoại sinh sống. Khó khăn trăm bề, phải sống trong cảnh mẹ hóa con cồi. Hàng ngày cố nén đau thương và lòng căm thù giặc trong lòng để che mắt bọn giặc. Nay, gặp phải cảnh ngộ của anh bộ đội như vậy, gia đình không thể bỏ mặc anh bị lâm nguy. Tình cảm cách mạng và lòng căm thù giặc khiến gia đình anh phải hành động, dầu khó khăn đến mấy vẫn phải một lòng một dạ với cách mạng. Sau khi được gia đình anh Gương đưa ra vùng giải phóng, anh bộ đội bị thương ấy được đưa về quân y T3 của khu 9 cứu chữa kịp thời. Sau khi ra viện, anh lại trở về đơn vị, đã tham gia nhiều trận đánh, chỉ huy nhiều chiến dịch lớn và đã lập được nhiều chiến công trên các mặt trận quan trọng của quân khu. Anh từng chỉ huy trung đoàn 1 đánh đồn Ngã Năm Trụ Đá, đồn Đức Bà, giải phóng tuyến Sáng Búng Tàu, lái Hiếu bên Phụng Hiệp, góp phần đánh bại kế hoạch tràn ngập lãnh thổ, lấn đất giành dân của địch sau Hiệp định Paris đầu năm 1973, tiến tới giải phóng miền Nam, giải phóng quê hương Long Phú, Long Mỹ, nơi anh đã từng bị thương và đã được bà con cưu mang cứu giúp. Được biết sau này, anh trở thành anh hùng quân đội, đại tướng, bộ trưởng quốc phòng. Người đó chính là anh Ba Trà, thân thương của quê hương Long Phú, Long Mỹ. Từ khi hòa bình lập lại đến nay, với tấm lòng biết ơn sâu sắc, anh Ba Trà rất thường hay về quê hương Long Mỹ, Long Phú để thăm lại bà con, đồng bào, đồng chí, đặc biệt là những gia đình đã từng gắn bó, nuôi chứa anh, trong đó có gia đình anh Gương, ân nhân mà anh không thể nào quên. Anh Ba đã giúp anh Gương rất nhiều công việc làm ăn. Anh Gương hiện nay đang trú ngụ trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang ở ngã ba Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ. Anh bộ đội bị thương Ba Trà năm nào, nay đã thành cây cao bóng cả. Anh Gương thường gọi ông bằng cụ để vừa thân tình vừa tỏ lòng kính trọng. Anh Gương hay cùng cụ ra Hà Nội, lên Bắc Ninh hay vào Nam thong dong các tỉnh miền Tây, ghé Cần Thơ, Hậu Giang, lên An Giang, xuống Bạc Liêu, Cà Mau, ra Phú Quốc, v.v. để thăm những nơi thân quen và lo việc đạo đời, nghĩa ân, phúc thiện. Nghĩa cử cao đẹp đó của cụ như để góp phần làm phơi đi những nhọc nhằn khó khăn, xoa dịu nỗi đau chiến tranh của vùng đất nhiều ân nghĩa này. Trên đây là bài viết về ân nhân của Đại tướng Ba Trà, tức Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ!